Ngày mai ngày 26 tháng 4 năm 2024 làm việc gì cũng phải rất cẩn thận bởi bạn có thể gặp một số chuyện khá là nguy hiểm. Đừng vội vàng, hấp tấp làm điều gì mà không lường trước kết quả. Việc trở nên hòa đồng, thân thiết với mọi người ở chỗ làm sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều đấy. Hãy luôn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình trợ giúp đồng nghiệp sẽ giúp bầu không khí trở nên hài hòa hơn, tác động tích cực tới hiệu quả công việc của bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi tử vi mới nhất mỗi ngày nha. Tử vi tuổi Tý ngày mai. Xem tử vi ngày mai, thứ 6 ngày 26 tháng 4 năm 2024, tuổi Tý chỉ cần không thay đổi kế hoạch trước đó là có thể đạt được những gì mình mong muốn. Thay vì hùng hục lao vào công việc, con giáp này luôn biết thế mạnh của mình ở đâu. Nhờ thế mà được đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt trí thông minh và cách xử lý tình huống linh hoạt. Vận trình tình cảm của tuổi Tý trong ngày mới cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp. Vợ chồng đã hóa giải những mâu thuẫn, bất đồng trước đó mà quay trở về khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, người đang yêu lại đang có vẻ phân vân khi có bước tiến mới trong mối quan hệ. Người còn độc thân nên mở lòng mình để đón nhận hạnh phúc riêng của mình. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần bởi không có cuộc tình nào chỉ toàn là màu hồng. Vẫn sẽ có những lúc giận hờn, cãi vã, cũng có cả tổn thương, nhưng tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua được những khó khăn đó. Con số may mắn 39, 57, 87. Tử vi tuổi Mậu Tý. Tuổi Mậu Tý ngày 26 tháng 4 năm 2024 có hỷ sự, tin vui. Nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt. Ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu thấy có tài lộc bất ngờ thì không nên tiến thêm, dễ hao tài, hoặc hao tốn về giải trí, giao thiệp, chia chác. Nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn. Có tin xa. Tử vi tuổi Canh Tý. Tuổi Canh Tý ngày 26 tháng 4 năm 2024, ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có tiệc. Có tin tức tốt về tình cảm. Có người đi xa, tuy nhiên sự việc thường hay có sự trắc trở hoặc có những chuyện xảy ra trái với dự tính. Không nên tranh cãi, nóng vội, bực mình. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, nhưng cũng có tài lộc hoặc có tin tốt. Tử vi tuổi Nhâm Tý. Tuổi Nhâm Tý ngày 26 tháng 4 năm 2024, có hỷ sự, tin vui. Nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt. Ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu thấy có lợi thì không nên tiến thêm, dễ hao tài, hoặc hao tốn về giải trí, giao thiệp, chia chác. Nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn. Có tin xa. Tử vi tuổi Giáp Tý. Tuổi Giáp Tý ngày 26 tháng 4 năm 2024, trong gia đạo phái nữ gặp nhiều chuyện buồn phiền về công danh, tình cảm. Trong lòng có nhiều bất an. Sức khỏe không tốt hoặc có nhiều chuyện phải lo, nhưng không nên hấp tấp sẽ gặp rủi ro bất trắc. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Chờ đợi tin xa không có kết quả. Lỡ hẹn, bội ước. Tử vi tuổi Bính Tý. Tuổi Bính Tý ngày 26 tháng 4 năm 2024, ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa sang, chỉnh đốn, tu bổ cho nhà cửa, công việc, hoặc ngày có sự gặp gỡ người thân, bè bạn. Không nên dính líu đến công việc, tình cảm của người khác. Đi xa không có lợi. Nên lấy sự hòa giải, tình cảm làm phương châm hành động. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Sửu ngày mai. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào thứ 6 ngày 26 tháng 4 năm 2024 này, tuổi Sửu đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng. Nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng. Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Dậu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt, những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng. Vận trình tình cảm của tuổi Sửu hôm nay có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ?
vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Con số may mắn 97, 91, 75. Tử vi tuổi Kỷ Sửu. Tuổi Kỷ Sửu ngày 26 tháng 4 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Nếu đang tiến hành công việc hoặc chờ đợi tin tức mình mong cầu, cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý, có sự cản trở. Việc đi lại, di chuyển cũng nhọc nhằn. Dù là chuyện vui chơi hoặc tình cảm, giao thiệp cũng không nên đi quá xa. Có tin buồn. Tử vi tuổi Tân Sửu. Tuổi Tân Sửu ngày 26 tháng 4 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, chỉnh đốn lại những công việc ở quá khứ. Không nên bôn ba tìm kiếm không có lợi, hoặc đi vì những chuyện không tốt cần phải giải quyết. Ngày có những tin tức khiến cho mình phải lo toan cho công việc nhiều hơn, từ công sở cho đến gia đình. Tử vi tuổi Quý Sửu. Tuổi Quý Sửu ngày 26 tháng 4 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Nếu đang tiến hành công việc hoặc chờ đợi tin tức mình mong cầu, cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý, có sự cản trở. Việc đi lại, di chuyển cũng nhọc nhằn. Dù là chuyện vui chơi hoặc tình cảm, giao thiệp cũng không nên đi quá xa. Có tin buồn. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Ất Sửu. Tuổi Ất Sửu ngày 26 tháng 4 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Ngày có những tin tức khiến cho mình phải lo toan cho công việc nhiều hơn, từ công sở cho đến gia đình. Thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, chỉnh đốn lại những công việc ở quá khứ. Không nên bôn ba tìm kiếm không có lợi, hoặc đi vì những chuyện không hay cần phải giải quyết. Tử vi tuổi Đinh Sửu. Tuổi Đinh Sửu ngày 26 tháng 4 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Hãy nghĩ đến công việc chung mà đồng tâm, ý hợp. Chuyện của việc làm hay vui chơi, tình cảm cũng không nên khen chê nếu không vừa ý mình. Có tin buồn ở xa. Nếu có ai đến nhờ vả hoặc mong cầu sự giúp đỡ thì nên cẩn trọng. Tử vi tuổi Dần ngày mai. Thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024 là ngày mà tuổi Dần đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của tuổi Dần. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại. Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của tuổi Dần cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có các thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất. Tuy sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, chuyện tình cảm của tuổi Dần vẫn chưa đi đến hồi kết. Giữa bạn và người ấy vẫn còn những ngăn cách khó xóa bỏ. Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn nữa. Con số may mắn 5, 20, 60. Tử vi tuổi Canh Dần. Tuổi Canh Dần ngày 26 tháng 4 năm 2024, làm việc gì cũng không nên để mình bị dính mắc, thiệt thòi. Coi chừng có người chơi xấu. Gia đạo hoặc công sở có nhiều người đến. Do đó công việc hay bị đứt quãng hoặc khi bắt tay vào làm thì khó trước dễ sau. Có sự sửa sang, tu bổ về nhà cửa hoặc văn phòng. Ngày có sự di chuyển, thay đổi về công việc, hoặc có những lời đề nghị mới. Việc tình cảm mới chớm nở không nên hấp tấp trong việc hẹn ước, và cũng không nên tin cẩn quá đáng. Có tin tức ở xa. Có quý nhân giúp đỡ về lời nói hoặc danh tiếng. Tử vi tuổi Nhâm Dần. Tuổi Nhâm Dần ngày 26 tháng 4 năm 2024, nếu toan tính đến chuyện tình cảm thì không nên tiến nhanh, vì chưa phải là đúng thời cơ. Tuy nhiên cũng nên bày tỏ ý định của mình một cách khéo léo. Có thể có sự dòm ngó của người khác, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Mọi việc chưa phải là kết thúc, nên cẩn trọng về lời nói. Có tin xấu về đi lại, di chuyển xe cộ. Đề phòng rủi ro về chuyện này. Tử vi tuổi Giáp Dần. Tuổi Giáp Dần ngày 26 tháng 4 năm 2024, gia đạo hoặc công sở có nhiều người đến. Do đó công việc hay bị đứt quãng hoặc khi bắt tay vào làm thì khó trước dễ sau. Có sự sửa sang, tu bổ về nhà cửa hoặc văn phòng. Ngày có sự di chuyển, thay đổi về công việc, hoặc có những lời đề nghị mới. Việc tình cảm mới chớm nở không nên hấp tấp trong việc hẹn ước, và cũng không nên tin cẩn quá đáng. Có tin xa.
hao tài nhỏ cho việc đi lại, tiếp khách, xe cộ. Nếu làm nghề buôn bán thì nên nhẫn nại, mới có kết quả. Có quý nhân giúp đỡ về lời nói hoặc danh tiếng, hạp các ngành nghề sửa chữa, xây dựng. Tử vi tuổi Bính Dần. Tuổi Bính Dần ngày 26 tháng 4 năm 2024, nếu có người hoặc có tin đề nghị công việc làm ăn hoặc có liên quan đến chức vụ thì nên suy nghĩ lại. Nên có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, chỉnh đốn lại công việc. Nếu có được tin tức không tốt về công ăn, việc làm cũng không nên lo âu, nên chờ đợi, mọi việc sẽ có sự ổn thỏa. Có người hoặc có tin nhờ mình giúp đỡ. Tử vi tuổi Mậu Dần. Tuổi Mậu Dần ngày 26 tháng 4 năm 2024, nếu toan tính đến chuyện tình cảm thì không nên tiến nhanh, vì chưa phải là đúng thời cơ. Tuy nhiên cũng nên bày tỏ ý định của mình một cách khéo léo. Có thể có sự dòm ngó của người khác, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Mọi việc chưa phải là kết thúc, nên cẩn trọng về lời nói. Có tin xấu về đi lại, di chuyển xe cộ, đề phòng rủi ro về chuyện này. Tử vi tuổi Mão ngày mai. Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết trong ngày thứ 6 ngày 26 tháng 4 năm 2024 này, hung tinh tác động nên tuổi Mão rất dễ bị người khác soi mói, phán xét, song hãy cứ thư giãn và thực hiện những gì khiến bản thân thích thú. Hãy chứng minh rằng những điều tiêu cực sẽ không bao giờ có thể làm mình gục ngã, thậm chí bản thân còn có ý chí mạnh mẽ, phấn đấu nhiều hơn. Ngoài ra thay vì im lặng, tuổi Mão cũng có thể thẳng thắn góp ý với đối phương, giải thích vấn đề để tránh những lời đồn đoán bịa đặt sai sự thật về mình bị lan xa. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những biến đổi không thể lường trước. Đừng để người khác làm xáo trộn cuộc sống của mình. Phương diện sức khỏe của không được tốt, con giáp này nên quan tâm tới cơ thể của mình nhiều hơn, tránh tình trạng bản thân trở nên mệt mỏi, trầm cảm. Không nên uống quá nhiều cà phê trong một ngày bởi nó có thể mang lại cảm giác tỉnh táo tạm thời nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng như rối loạn tâm lý hay mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường. Con số may mắn 18, 36, 45. Tử vi tuổi Tân Mão. Tuổi Tân Mão ngày 26 tháng 4 năm 2024, không nên dính líu đến chuyện của người khác hoặc bạn ra tán vào dễ có sự hiểu lầm. Thêm một chuyện sẽ không tốt bằng bớt đi một chuyện. Hãy chú trọng vào công việc của mình sẽ có kết quả tốt. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, nên tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những việc cũ. Tâm tình bất an. Tử vi tuổi Quý Mão. Tuổi Quý Mão ngày 26 tháng 4 năm 2024, có tin buồn. Sức khỏe không tốt. Nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối, mà cũng không nên quyết định ngay. Còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ. Mọi việc đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp. Có sự hư hại về đồ đạc cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tử vi tuổi Ất Mão. Tuổi Ất Mão ngày 26 tháng 4 năm 2024, không nên dính líu đến chuyện của người khác. Thêm một chuyện sẽ không tốt bằng bớt đi một chuyện, hoặc bàn ra tán vào dễ có sự hiểu lầm. Nếu có được hỏi ý kiến cũng phải có sự khéo léo, vì sự việc còn liên quan đến nhiều người, hoặc dễ chạm tự ái. Nên tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những việc cũ, tâm tình bất an. Gia đạo có người đau ốm, hoặc có chuyện buồn phiền. Tử vi tuổi Đinh Mão. Tuổi Đinh Mão ngày 26 tháng 4 năm 2024, mọi việc rất dễ xảy ra trái với sự tính toán hoặc ngoài dự tính. Không nên tin cẩn người khác, và cũng không nên quá tự tin vào chính mình, sẽ có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn không tốt. Có tin buồn. Cẩn trọng sức khỏe không tốt. Việc đi lại, giao dịch hoàn toàn không có lợi. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi Kỷ Mão. Tuổi Kỷ Mão ngày 26 tháng 4 năm 2024, có tin buồn. Sức khỏe không tốt, mọi việc đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp. Có sự hư hại về đồ đạc cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối, mà cũng không nên quyết định ngay. Còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ. Tử vi tuổi Thìn ngày mai. Ngày mai, tuổi Thìn đón nhận nhiều may mắn đến với mình.
Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi. Nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa. Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy. Hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa. Chuyện làm ăn của tuổi Thìn hôm nay cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Tuổi Thìn cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên. Con số may mắn 38, 91, 59. Tử vi tuổi Canh Thìn. Tuổi Canh Thìn ngày 26 tháng 4 năm 2024, nếu cần di chuyển, đi xa, cần phải hỏi tin tức một lần nữa cho chính xác. Sự hẹn hò, hẹn ước chưa được như ý nhưng không phải là xấu. Tất cả chi nên nằm trong sự trao đổi, thảo luận, bàn bạc, lập kế hoạch. Chưa phải là lúc tiến hành. Có tin xa, có lộc nhỏ, hoặc có sự thuận lợi đến với mình, trong nhóm có người đồng ý kiến với mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn. Tuổi Nhâm Thìn ngày 26 tháng 4 năm 2024, khi bắt đầu công việc nên cẩn trọng, hoặc khi đi xa, di chuyển có chuyện không được như ý, không nên tin cẩn ở mặt bề ngoài vì công việc hoặc lời nói còn có ẩn ý, tuy nhiên đây không phải là chuyện xấu, vì có sự cẩn thận nên để người khác đứng thay cho mình. Có hao tốn chút ít về giao thiệp, hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Tử vi tuổi Giáp Thìn. Tuổi Giáp Thìn ngày 26 tháng 4 năm 2024, tất cả chỉ nên nằm trong sự trao đổi, thảo luận, bàn bạc, lập kế hoạch. Chưa phải là lúc tiến hành. Có tin xa. Sự hẹn hò, hẹn ước chưa được như ý nhưng không phải là xấu. Có lộc nhỏ, hoặc có việc lợi lộc, sự thuận lợi đến với mình, trong nhóm có người đồng ý kiến với mình. Tử vi tuổi Bính Thìn. Tuổi Bính Thìn ngày 26 tháng 4 năm 2024, không nên nhúng tay vào chuyện của người khác. Không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc toan tính thêm sẽ không có lợi. Ngày nên có sự nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Đi xa hoặc di chuyển bất lợi, hoặc chỉ gặp những chuyện không như ý. Tử vi tuổi Mậu Thìn. Tuổi Mậu Thìn ngày 26 tháng 4 năm 2024, không nên tin cẩn ở mặt bề ngoài vì công việc hoặc lời nói còn có ẩn ý, tuy nhiên đây không phải là chuyện xấu vì có sự e ngại nên để người khác đứng thay cho mình. Có hao tốn chút ít về giao thiệp, hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Tử vi tuổi Tỵ ngày mai. Cục diện sao xấu trong ngày mai, thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024, nhắc nhở tuổi Tỵ rằng cần phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Dù không có ác ý nhưng bạn rất dễ khiến cho đối phương tổn thương bởi những hành động vô tình đến vô tâm. Tưởng là đùa nhưng lại rất thiếu tế nhị của mình. Trên phương diện tài vận, tuổi Tỵ nếu muốn cải thiện thu nhập hiện tại thì nhớ nên tập trung vào lĩnh vực thế mạnh của mình thay vì tham lam làm tất cả mọi thứ. Có như vậy bạn mới có thể chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên, tranh thủ nắm bắt cơ hội không phải thường xuyên đến với mình. Dấu hiệu không tốt cho bản mệnh của tuổi Tỵ cho thấy con giáp này cần chú tâm chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Cá nhân bạn đang quá tập trung vào chuyện gây dựng sự nghiệp mà quên rằng có sức khỏe tốt mới là nền tảng vững chắc cho mọi thành công sau này của bạn. Con số may mắn 88, 55, 22. Tử vi tuổi Tân Tỵ. Tuổi Tân Tỵ ngày 26 tháng 4 năm 2024, ngày có nhiều tin buồn hoặc sức khỏe không tốt. Gia đạo bất an, hoặc bận rộn vì chuyện tu bổ, sửa sang, mua sắm, chữa bệnh. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, nếu có thì cũng phải có sự chi phí khá nhiều. Đi xa bất lợi. Có tin xa. Việc đời còn lắm ngang trái buồn phiền, nếu bạn có gặp trở lực hoặc lâm vào thế kẹt cũng không nên chán nản, sẽ có người giúp đỡ mình, và mọi chuyện sẽ qua. Tử vi tuổi Quý Tỵ. Tuổi Quý Tỵ ngày 26 tháng 4 năm 2024, nên giới hạn mọi sự giao thiệp. Việc gì cần làm thì nên làm ngay. Không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn. Ngày có nhiều sự vất vả, nên cẩn trọng mọi việc. Tử vi tuổi Ất Tỵ.
Tuổi Ất Tỵ ngày 26 tháng 4 năm 2024, việc đời còn lắm nhang trái buồn phiền, nếu bạn có gặp trở lực hoặc lâm vào thế kẹt cũng không nên chán nản, sẽ có người giúp đỡ mình, và mọi chuyện sẽ qua. Ngày có nhiều tin buồn hoặc sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, hoặc bận rộn vì chuyện tu bổ, sửa sang, mua sắm, chữa bệnh. Tài lộc chậm chạp, đi xa bất lợi, có tin xa. Tử vi tuổi Đinh Tỵ. Tuổi Đinh Tỵ ngày 26 tháng 4 năm 2024, không nên chần chờ mà hãy tiến hành nhanh chóng việc cần làm. Không nên nghe lời người khác bàn ra tán vào sẽ không có lợi, có tin buồn. Nên giới hạn việc đi lại, di chuyển, sự tiếp xúc, giao thiệp, hợ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ. Tuổi Kỷ Tỵ ngày 26 tháng 4 năm 2024, nên giới hạn mọi sự giao thiệp. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt, có tin buồn. Ngày có nhiều sự vất vả, nên cẩn trọng mọi việc. Tử vi tuổi Ngọ ngày mai. Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ 6 ngày 26 tháng 4 năm 2024, cho thấy rằng vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn và đạt được những thành công nhất định. Con giáp này đã biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn của mình và tận dụng thế mạnh đó để chinh phục những thử thách khó khăn và đạt được mục tiêu của mình. Thế nhưng niềm vui với tuổi Ngọ sẽ không được trọn vẹn bởi đường tình duyên lại không được thuận lợi, bản mệnh gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng duyên phận không phải muốn có là có được. Có lẽ tuổi Ngọ nên kiên nhẫn chờ đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Tình yêu đôi lứa trải qua nhiều khó khăn khi không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Các cặp vợ chồng có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi bất cứ lúc nào. Dù bình thường con giáp này và người bạn đời của mình rất yêu thương nhau nhưng khi bất đồng ý kiến không ai chịu nhún nhường và lắng nghe đối phương khiến mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng hơn, gia đạo bất ổn, căng thẳng. Con số may mắn 46, 32, 61. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ. Tuổi Nhâm Ngọ ngày 26 tháng 4 năm 2024, ngày có đám tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, nhưng không nên kéo dài. Có hỷ sự hoặc có cuộc đi chơi ngắn. Có tin tức về đau ốm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa. Ngày chỉ thuận lợi cho vấn đề tình cảm chứ không phải là công việc. Tử vi tuổi Giáp Ngọ. Tuổi Giáp Ngọ ngày 26 tháng 4 năm 2024, trong sự di chuyển đi xa có sự trắc trở hoặc gặp rủi ro chút ít, nhưng cũng không đáng lo ngại. Không nên bực mình khi có tin hoặc có người, bè bạn nóng tánh vì hiểu lầm, hoặc quá lo vì công việc. Sự vồn vã về tình cảm là điều không nên. Tài lộc trung bình. Có tin vui về tình cảm, bè bạn, gia đình. Có tin buồn về sức khỏe, đau bệnh, công việc làm ăn của người thân. Tử vi tuổi Bính Ngọ. Tuổi Bính Ngọ ngày 26 tháng 4 năm 2024, không phải là dễ dàng khi giải quyết một lần là xong, còn nhiều sự việc xảy ra. Nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro. Nên có sự tu bổ, chỉnh đốn lại công việc. Nếu việc đã xong cũng cần phải xem xét lại. Tài lộc dễ có sự hao tốn. Có tin buồn, không như ý, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn của mình hoặc của gia đình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ. Tuổi Mậu Ngọ ngày 26 tháng 4 năm 2024, ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có hỷ sự hoặc có cuộc đi chơi ngắn. Gia đạo bất an, có người đau ốm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa. Ngày chỉ thuận lợi cho vấn đề tình cảm chứ không phải là công việc. Tử vi tuổi Canh Ngọ. Tuổi Canh Ngọ ngày 26 tháng 4 năm 2024, không nên vì chuyện tình cảm mà bỏ ngang công việc. Không nên bực mình khi có tin hoặc có người, bè bạn nóng tánh vì hiểu lầm, hoặc quá lo vì công việc. Sự vồn vã về tình cảm là điều không nên, trong sự di chuyển đi xa có sự trắc trở hoặc gặp rủi ro nhưng cũng không đáng lo ngại. Tài lộc dễ hao nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội. Có tin vui về tình cảm, bè bạn, gia đình. Có tin buồn về sức khỏe, làm ăn của người thân. Tử vi tuổi Mùi ngày mai. Tử vi cá nhân hàng ngày,
Trong ngày thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024 này, tuổi Mùi gặp ngày Tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân tuổi Mùi khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện. Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của tuổi Mùi. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, tuổi Mùi hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình. Đường tài lộc của tuổi Mùi hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều. Con số may mắn 34, 68, 74. Tử vi tuổi Quý Mùi. Tuổi Quý Mùi ngày 26 tháng 4 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ, tu bổ, sửa chữa đồ đạc, nhà cửa. Nên nghỉ ngơi, tránh sự tranh cãi, thị phi. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt. Có tin buồn. Ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương, hợp tác. Tử vi tuổi Ất Mùi. Tuổi Ất Mùi ngày 26 tháng 4 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Nên có sự chậm rãi, không nên quyết định vội vàng sẽ không có sự thuận lợi tốt đẹp. Tài lộc vào ra thất thường nhưng vẫn có lộc, những việc tồn đọng ở quá khứ nên giải quyết cho xong như chữa bệnh, chỉnh đốn công việc, thu dọn những việc còn bỏ dở. Tử vi tuổi Đinh Mùi. Tuổi Đinh Mùi ngày 26 tháng 4 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ, tu bổ, sửa chữa đồ đạc, nhà cửa. Nên nghỉ ngơi, tránh sự tranh cãi, thị phi. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt. Có tin buồn. Ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương, hợp tác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi. Tuổi Kỷ Mùi ngày 26 tháng 4 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ, tu bổ, sửa chữa đồ đạc, nhà cửa. Nên nghỉ ngơi, tránh sự tranh cãi, thị phi. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt. Có tin buồn. Ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương, hợp tác. Tử vi tuổi Tân Mùi. Tuổi Tân Mùi ngày 26 tháng 4 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Nên có sự chậm rãi, không nên quyết định vội vàng sẽ không có sự thuận lợi tốt đẹp. Có người đến nhờ mình giúp đỡ. Tài lộc vào ra thất thường nhưng vẫn có lộc. Những việc tồn đọng ở quá khứ nên giải quyết cho xong như chữa bệnh, chỉnh đốn công việc, thu dọn những việc còn bỏ dở. Tử vi tuổi Thân ngày mai. Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024, tuổi Thân được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường. Bản thân luôn mong muốn có thể đủ lớn mạnh để che chở cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, tuổi Thân không ngừng bận rộn với công việc có thể khiến cho sức khỏe trở nên suy nhược. Đây không phải là giải pháp khôn ngoan cho con giáp này khi muốn nâng cao năng suất công việc. Đường tài lộc của tuổi Thân có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình. Con số may mắn 28, 84, 54. Tử vi tuổi Giáp Thân. Tuổi Giáp Thân ngày 26 tháng 4 năm 2024, ngày có nhiều tin vui hoặc việc làm bình thường. Sự mong cầu về tài lộc còn chậm hoặc chỉ có lộc ăn, quà tặng. Có khách hoặc có tin đến phải tạm dừng công việc, phải ra đi để giải quyết, tiếp xúc, chuyện tình cảm đôi lứa nên chờ một dịp khác, chớ nên quyết định. Tử vi tuổi Bính Thân. Tuổi Bính Thân ngày 26 tháng 4 năm 2024, việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện hoặc đã đến hẹn, định kỳ. Nếu không thì công việc đang tiến hành sẽ có sự ngưng ngang phải giải quyết việc khác. Nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước, đúng hạn kỳ.
Nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại, nên tiến hành tuần tự giải quyết, đi xa. Có tin buồn. Tử vi tuổi Mậu Thân. Tuổi Mậu Thân ngày 26 tháng 4 năm 2024, nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có khách đến, không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại. Có tin xa. Nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại, nên tiến hành tuần tự giải quyết. Tử vi tuổi Canh Thân. Tuổi Canh Thân ngày 26 tháng 4 năm 2024, dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng nên cố gắng dàn xếp cho ổn thỏa, hoặc làm xong công việc sẽ có kết quả tốt. Có khách hoặc có tin đến phải tạm dừng công việc, phải ra đi để giải quyết, tiếp xúc. Có tài lộc, nhưng phải hao tán cho mọi chi phí, nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ, có lộc ăn, quà tặng. Chuyện tình cảm đôi lứa nên chờ một dịp khác, chớ nên quyết định. Tử vi tuổi Nhâm Thân. Tuổi Nhâm Thân ngày 26 tháng 4 năm 2024, nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có khách đến, không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại. Có tin xa. Nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại, nên tiến hành tuần tự giải quyết. Tử vi tuổi Dậu ngày mai. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024, tuổi Dậu cần thận trọng hơn trong khi xử lý các vấn đề liên quan tới công việc. Con giáp này cần phải chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất để tránh không mắc bất cứ sai sót không đáng có nào. Đặc biệt là với giấy tờ liên quan đến việc ký kết hợp đồng nên đọc kỹ từng điều khoản, chớ nên chủ quan mà nhận lấy hậu quả khó lường. Có thể bản mệnh cho rằng những chi tiết nhỏ không quan trọng nhưng nhiều lỗi nhỏ tích tụ sẽ trở thành khuyết điểm vô cùng lớn nếu tuổi Dậu không sớm phát hiện và khắc phục. Có thể những chi tiết đó đôi khi lại tạo nên sự khác biệt. Vì vậy hãy tỉ mỉ trong từng việc một để giảm thiểu tối đa vấn đề phát sinh. Về phương diện tình cảm, đừng nên nghĩ mãi tới những chuyện xưa cũ nếu như không muốn tâm trạng của mình tồi tệ hơn. Hơn ai hết, con giáp này là người hiểu rõ những điều bản thân đã trải qua và liệu có thể được tiếp tục hay không. Tử vi hôm nay khuyên tuổi Dậu hãy để quá khứ ngủ yên và nhìn về tương lai phía trước để trở nên lạc quan và yêu đời hơn. Con số may mắn 18, 90, 54. Tử vi tuổi Ất Dậu. Tuổi Ất Dậu ngày 26 tháng 4 năm 2024 cần phải có sự thay đổi hoàn cảnh, tình thế hiện tại dù có hao tốn hoặc khó nhọc nhưng sau này sẽ có kết quả tốt. Ngày có nhiều lo âu, bận rộn chuyện nhà cửa, công danh, tình cảm, sức khỏe, bổn mạng của mình lẫn người thân. Tử vi tuổi Đinh Dậu. Tuổi Đinh Dậu ngày 26 tháng 4 năm 2024 làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người. Không nên tự mình giải quyết, có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe. Ngày có sự gặp gỡ đông người, nhưng cũng có người mình không vừa ý, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu. Tuổi Kỷ Dậu ngày 26 tháng 4 năm 2024, ngày có sự gặp gỡ đông người, nhưng cũng có người mình không vừa ý, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc, làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người. Không nên tự mình giải quyết. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe. Tử vi tuổi Tân Dậu. Tuổi Tân Dậu ngày 26 tháng 4 năm 2024, nếu không phải là chuyện quan trọng và cần thiết thì nên giới hạn trong sự giao thiệp, dễ có sự hao tốn. Không nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn mình vào chuyện. Cần phải có sự thay đổi hoàn cảnh, tình thế hiện tại dù có khó nhọc nhưng sau này sẽ có kết quả tốt. Ngày có nhiều lo âu, bận rộn chuyện nhà cửa, công danh, tình cảm của mình lẫn người thân. Tử vi tuổi Quý Dậu. Tuổi Quý Dậu ngày 26 tháng 4 năm 2024, nhà có đám tiệc hoặc được mời dự. Làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người.
không nên tự mình giải quyết. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe. Ngày có sự gặp gỡ đông người, nhưng cũng có người mình không vừa ý, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Tuất ngày mai. Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024, tuổi Tuất đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất. Tuổi Tuất nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư giả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình. Hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu. Tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn. Về phương diện tình cảm của tuổi Tuất trong ngày thứ Sáu này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai. Con số may mắn 43, 17, 85. Tử vi tuổi Bính Tuất. Tuổi Bính Tuất ngày 26 tháng 4 năm 2024, nên tìm gặp quý nhân hoặc tự mình phải suy nghĩ ra những sáng kiến khác thì mới có thể thành công. Nếu không, cần phải tìm hiểu ý nghĩ còn ẩn giấu khi nhận được tin tức hoặc của người bàn thảo với mình. Có sự tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn về đồ đạc, vật dụng. Hãy đắn đo về chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Tuất. Tuổi Mậu Tuất ngày 26 tháng 4 năm 2024, ngày có nhiều công việc đến cần phải giải quyết từ công việc, gia đạo, nhà cửa, cho đến chuyện tình cảm. Cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, hoặc có sự hư hại về xe cộ, máy móc nhưng nếu cần thiết thì nên di chuyển mới có kết quả. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ, có sự gặp gỡ bè bạn, người thân. Tử vi tuổi Canh Tuất. Tuổi Canh Tuất ngày 26 tháng 4 năm 2024, có sự sai hẹn, dời hẹn hoặc lời nói của mình bị hiểu lầm qua một ý nghĩa khác đưa đến trách oán. Mọi việc cần nên nhẫn nại, không nên chỉ nghe ý kiến của một phía. Cần chờ đợi những tin tức khác rồi mới quyết định. Có tin tức ở xa về chuyện tình cảm, sức khỏe, bổn mạng của người thân. Có lộc nhỏ. Gia đạo không nên có sự bất hòa vì có nhiều ý tưởng trái nghịch nhau. Tử vi tuổi Nhâm Tuất. Tuổi Nhâm Tuất ngày 26 tháng 4 năm 2024, ngày có nhiều công việc đến cần phải giải quyết từ công việc, gia đạo, nhà cửa, cho đến chuyện tình cảm. Đề phòng người dưới có chuyện làm hại đến mình hoặc họ bị rủi ro, tai nạn. Cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, hoặc có sự hư hại về xe cộ, máy móc nhưng nếu cần thiết thì nên di chuyển mới có kết quả. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ, có sự gặp gỡ bè bạn, người thân. Tử vi tuổi Giáp Tuất. Tuổi Giáp Tuất ngày 26 tháng 4 năm 2024, mọi việc cần nên nhẫn nại. Không nên chỉ nghe ý kiến của một phía, cần chờ đợi những tin tức khác rồi mới quyết định. Có sự sai hẹn, dời hẹn hoặc lời nói của mình bị hiểu lầm qua một ý nghĩa khác đưa đến trách oán. Có tin tức ở xa về chuyện tình cảm, sức khỏe, bổn mạng của người thân. Có lộc nhỏ. Gia đạo không nên có sự bất hòa vì có nhiều ý tưởng trái nghịch nhau. Tử vi tuổi Hợi ngày mai. Xem tử vi ngày mai thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024 dễ dàng nhận thấy rằng tuổi Hợi có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng tuổi Hợi đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin. Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là tuổi Hợi sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định. Tuy gặp nhiều may mắn trong tài lộc nhưng vận trình tình cảm của tuổi Hợi vào thứ Sáu này lại chưa được như ý, nhất là người độc thân sẽ dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mối, tối nằm không. Mặc dù có nhiều mối quan hệ nhưng chẳng có người nào thật sự làm bản thân cảm thấy rung động thật sự. Tuổi Hợi đang yêu cũng gặp nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm,
dễ phát sinh những chuyện gây hiểu lầm cho nửa kia. Con số may mắn 64, 93, 81. Tử vi tuổi Đinh Hợi. Tuổi Đinh Hợi ngày 26 tháng 4 năm 2024, nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết. Sức khỏe không tốt, có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng, gia đạo bất an. Trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu. Chỉ nên nghỉ ngơi, không nên mưu tính sẽ khó có kết quả. Tử vi tuổi Kỷ Hợi. Tuổi Kỷ Hợi ngày 26 tháng 4 năm 2024, nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết, sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, gia đạo bất an. Trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu. Chỉ nên nghỉ ngơi, không nên mưu tính sẽ khó có kết quả. Tử vi tuổi Tân Hợi. Tuổi Tân Hợi ngày 26 tháng 4 năm 2024, mọi việc không nên lơ là dễ gặp rủi ro hoặc bị trách oán, gièm pha. Cũng không nên tự tin vào sự tính toán của mình mà phải dò xét thêm về công việc cũng như ý kiến của người khác. Có sự tu bổ, sửa chữa, hao tốn về mua sắm hoặc có sự hư hại về đồ đạc. Nên thay đổi hoàn cảnh sống, việc làm hiện tại. Có tin buồn, tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Quý Hợi. Tuổi Quý Hợi ngày 26 tháng 4 năm 2024, nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết, sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, gia đạo bất an. Trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu. Chỉ nên nghỉ ngơi, không nên mưu tính sẽ khó có kết quả. Tử vi tuổi Ất Hợi. Tuổi Ất Hợi ngày 26 tháng 4 năm 2024, mọi việc không nên lơ là dễ gặp rủi ro hoặc bị trách oán, gièm pha. Có sự tu bổ, sửa chữa, hao tốn về mua sắm hoặc có sự hư hại về đồ đạc. Nên thay đổi hoàn cảnh sống, việc làm hiện tại. Có tin buồn, tài lộc không tốt. Các bạn thân mến, hãy bắt đầu lên kế hoạch từng việc một, từ việc nhỏ đến việc lớn, và nỗ lực hoàn thiện những mục tiêu đề ra trong ngày. Bạn nên tận dụng những khoảnh khắc mà truyền cảm hứng để thúc đẩy mục tiêu của mình. Đừng để những tác động xung quanh làm ảnh hưởng tới bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi tử vi mới nhất mỗi ngày nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video mới nhất ạ. Bye bye.